Chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập 5. Đó là đọc chi dữ liệu và bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Thì để làm được điều đó thì chúng ta tạo một cái input data. Đây là một cái edit text. Tạo cái input data này để khi mình điền thông tin đây nó sẽ đọc vào bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài tùy theo cái nút nhấn mình chọn. Và tiếp theo đó là bốn cái button để mình ấn vào đọc, để ấn vào lưu dữ liệu bộ nhớ trong, lưu dữ liệu bộ nhớ ngoài, đọc dữ liệu bộ nhớ trong và đọc dữ liệu bộ nhớ ngoài. Và sau đó là hai cái text view ở dưới này để hiển thị cái dữ liệu mà mình đã lưu. Đây là dữ liệu để lưu ở bộ nhớ trong, đây là dữ liệu lưu ở bộ nhớ ngoài. Đơn giản một cái layout. Vào phần xử lý chính, đầu tiên là mình sẽ ánh xạ bình thường, khai báo biến xong rồi ánh xạ nó, và mình khai báo hai cái string là internal và external. Đây là hai cái biến này mình lưu dữ liệu, đây là lưu dữ liệu vào bộ nhớ trong, đây còn đây là lưu dữ liệu vào bộ nhớ ngoài. Thì để lưu được dữ liệu vào bộ nhớ trong, mình tạo một cái file output stream và một cái biến s kiểu chuỗi. Thì cái biến s này chính là cái giá trị đưa vào, và khi cái giá trị được đọc từ dữ liệu vào, khi được đọc từ cái dữ liệu đưa vào thì nếu mà cái dữ liệu ở đó mà không có thì tức là mình chưa nhập gì cả, thì mình sẽ đưa ra cái dòng thông báo là vui lòng nhập nội dung. Sau đó nếu như là đã nhập dữ liệu thì mình bắt đầu lưu dữ liệu đó. Trước hết thì chúng ta sẽ mở luồng bằng lệnh file output stream, sẽ mở cái luồng internal, sẽ mở cái luồng internal file ra và bắt đầu mình lưu bằng cái lệnh này nhé các bạn. Này là mở luồng ra, còn đây là lưu. Sau đó khi lưu thành công thì sẽ hiện ra cái dòng là lưu thành công bằng công thức internal. Sau đó mình đóng luồng lại. Còn đây là cái hàm checket. Cái hàm checket này thông báo là mình bị lỗi thì mình sẽ được thông báo. Nếu như mình không có cái hàm này, khi mà lưu hoặc không lưu thì mình sẽ không thể nào kiểm soát được. Nên khi lưu không thành công thì nó sẽ thông báo cho mình dùng hàm checket. Tiếp theo là khi lưu xong mình sẽ đọc nó ra. Để đọc nó ra mình cũng tạo cái file input stream nha. Đây là file output stream để lưu vào. Còn đây là file input stream để lưu vào, để đọc ra. Thì cái biến output stream này sẽ bằng cái lệnh open input stream, open input file, là khi mình đọc xong nó sẽ mình lưu xong nó sẽ lưu ở trong cái internal file, và mình sẽ dùng lệnh này để mở nó ra. Sau khi mở ra mình sẽ dùng lệnh buffer reader để đọc nó. Câu lệnh bằng new buffer reader, new input stream reader. Nó sau khi mình đọc xong mình sẽ gán nó vô cái biến buffer. Mình gán nó vào biến buffer và mình đọc cho tới khi hết. Ở đây là lệnh để mình đọc cho tới khi hết nha, mà đọc tới khi bằng null nha. Đọc tới khi hết khác null. Rồi. Mình sẽ xuất nó ra để data internal, tức là data internal, tức là vị trí này. Thì nó sẽ xuất ra cái dòng mình đã lưu ở internal nha. Rồi, try test để báo lỗi khi không lưu được. Đó là phương thức mình đọc và mình lưu bằng internal nhé. Còn đối với external, trước khi muốn đọc và lưu mình phải cấp quyền cho nó. Cấp quyền đọc và viết read internal story và write internal story. Sau khi khai báo ở trong cái manifest, cái hai cái quyền này,
thì mình mới tiếp tục mình kiểm tra xem nó có đã được khai báo chưa. Đây là cái lệnh dùng để kiểm tra xem đã khai báo Write External và Read External cho cái manifest. Nếu sau khi đã khai báo xong ở trong hai cấp xong hai quyền đó, mình bắt đầu vào viết viết dữ liệu cho External. Thì để viết thì nó sẽ khác với Internal. Để viết đầu tiên mình tạo output file output stream, mình tạo một cái biến file và cái biến add. Cái biến add này là dữ liệu vào ha, lấy cái dữ liệu vào đó đổi sang kiểu string gắn vào biến add. Nếu như add mà không có thì mình cũng yêu cầu nhập lại ha, vui lòng nhập lại nội dung. Còn nếu như mà nhập rồi á, thì mình bắt đầu mở luồng rồi, mở luồng internal ha. Cái này là cái biến file này sẽ bằng new file, cái file này sẽ bằng cái file internal giá trị ở cái dữ liệu đọc vào, mở luôn. Sau đó mình lưu lại write add get by. Sau khi viết lại thành công thì mình sẽ xuất ra dòng lệnh là lưu thành công và mình đóng luồng lại. Rồi, tiếp tục sau khi mình đã đóng luồng rồi mình đọc xong thì mình sẽ mình sau khi mình đã lưu xong mình sẽ bắt đầu đọc đọc dữ liệu external. Thì để đọc mình cũng phải có buffer reader, tạo buffer reader, tạo biến reader, tạo một cái biến file nữa để lưu. Thì cái file này nó cũng bằng cái external file, lưu bằng cái môi trường external storage directory. Rồi mình đọc nó, reader sẽ bằng new buffer reader, cái input stream reader, đọc file output stream, đọc cái file này là cái nơi mà lúc nãy sau khi mình sau khi mình điền dữ liệu vào input data, điền vào mình sẽ được đọc ở trong external và mình đưa nó ra, lưu nó ra cái file là file. Và bây giờ mình cũng đọc cái file này. Và đọc cho tới khi hết giá trị. Sau đó mình xuất dữ liệu ra ngoài bằng bằng cái hàm set test data external. Rồi đó là toàn bộ chương trình ha, là mình chạy thử. Đây ví dụ mình lưu một cái mình viết đơn giản một cái giá trị. Sau khi bấm lưu ở internal thì các bạn sẽ chưa có lưu ở external cho nên external không ra. Cái này giá trị nó trước đó mình test trước rồi. Mình lưu cái giá trị này ở external nha. Mình sẽ đọc ra ở external. Rồi, mình thử giá trị khác. Mình thử kiểu số kiểu chữ. Kiểu số nữa. Lưu ở external xong mình đọc ra ở external. Lưu ở external thì mình lưu ở external nó không có, tại vì mình chưa có lưu ở external. Mà mình lưu ở external rồi nên mình sẽ đọc ra được ở external. Rồi lưu ở internal, đọc ở internal. Rồi, xong. Rồi bài tập 5 mình đến đây là xong.